Sức mạnh tàng hình J-31 chủ quân đội Trung Quốc. Máy bay tàng hình J-31 mới của Trung Quốc do Tổng công ty máy bay Thẩm Dương sắc phát triển. Nó còn được gọi là FC-31. Việc phát triển loại máy bay này bắt đầu vào khoảng năm 2008. Một số nguồn tin cho biết vào năm 2007, Trung Quốc đã nhận được bản thiết kế và các thông tin mật khác của máy bay tiêm kích tấn công liên hợp F-35. Dữ liệu này được sử dụng để tạo ra J-31 bản điện. Người ta ước tính rằng thông tin mật bị đánh cắp này đã tiết kiệm cho Trung Quốc 25 năm nghiên cứu và phát triển. J31 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2012. Mẫu thử nghiệm được cải tiến đáng kể đã được quan sát vào năm 2017. Ở phương Tây, nó được coi là máy bay chiến đấu hạng trung đa năng thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, Trung Quốc coi nó là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4. Hiện tại chỉ có rất ít thông tin về loại máy bay mới này của Trung Quốc. Có vẻ như chiếc máy bay mới này sẽ được sản xuất. Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc có kế hoạch sản xuất khoảng 1.000 máy bay chiến đấu tàng hình này. Có thể chiếc máy bay này cũng sẽ được đề xuất xuất khẩu cho khách hàng. J-31 giống phiên bản thu nhỏ của F-22 Raptor của Mỹ. Máy bay tàng hình này nhỏ hơn Chengdu J-20 xuất hiện vào năm 2010. Nó có kích thước tương đương với F-35 Joint Strike Fighter và có một số tính năng của nó. Nguyên mẫu của J-31 được lắp hai động cơ Klimov RD-93 của Nga. Tuy nhiên, động cơ trên máy bay sản xuất có thể khác. Đây có thể là động cơ sản xuất trong nước. Máy bay chiến đấu này có tốc độ tối đa được công bố là mắc 1,8, 222 km h Tốc độ tối đa khi bay ngang là 400 km h G-31 có thể mang tới 8 tấn vũ khí. Nó có hai khoang chứa vũ khí bên trong. Mỗi khoang có thể chứa hai tên lửa. Ngoài ra, có 3 điểm cứng trên mỗi cánh dành cho các tên lửa gắn bên ngoài. Người ta suy si đoán rằng J-31 cũng có thể được sử dụng như một máy bay chiến đấu đa chức năng trên tàu sân bay và hoạt động từ các tàu sân bay mới của Trung Quốc. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc rất chú trọng đến việc phát triển các loại máy bay chiến đấu tiên tiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.